Đây là vòng xoay cửa ngõ phía bắc Phan Thiết đây mọi người. Thành phố Phan Thiết kính chào quý khách. Trong tương lai gần thôi, thành phố Phan Thiết sẽ thành đô thị loại 1. Phía bên tay trái mình là nhà hát đây, xây dựng cũng mấy năm nay rồi. Mọi người thấy cái con đường này rất là đẹp không? Phía bên kia có một cái tòa lâu đài rất là lớn, vẫn đang xây dựng, chưa có xong. Đến ngay cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ này là giao lộ đường Tôn Đức Thắng và đường Cổ Quốc Hùng. Đến đây là vòng xoay giao lộ đường Tôn Đức Thắng và đường Hùng Vương. Mến chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Tùng Dương nha. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên tuyến đường quốc lộ 1A thuộc địa phận thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là kết thúc đoạn đầu cửa ngõ vòng xoay phía bắc của thành phố Phan Thiết đây mọi người. Thì trên cái đoạn quốc lộ 1A này, khi mà vào thành phố Phan Thiết á, thì còn có tên là đường Trường Chinh. Đây là cái tuyến tránh nội thị của thành phố Phan Thiết nhằm giảm tải cái lưu lượng xe ô tô, xe tải vào bên trong nội thị nha. Đây là vòng xoay cửa ngõ phía bắc Phan Thiết đây mọi người. Có cái tấm bảng là thành phố Phan Thiết kính chào quý khách. Đến cái vòng xoay này mà mọi người rẽ trái để tiếp tục chạy qua con đường 19 tháng 4 và đường Tôn Đức Thắng để vào trung tâm của thành phố. Còn mình chạy thẳng luôn á là sẽ qua vòng xoay cửa ngõ phía nam. Đến đây là ngã tư đường Trường Chinh và đường Nguyễn Hội đây mọi người. Nếu mọi người rẽ trái á thì sẽ vào trung tâm thành phố Phan Thiết theo cái con đường Nguyễn Hội. Còn rẽ phải là đi theo luôn quốc lộ 28 để đi lên Di Linh. Ở phía bên tay phải này có một số cái showroom xe ô tô nè, khá là nhiều hãng ở đây như là hãng Ford, Mitsubishi, Hyundai. Phía bên trong này là thuộc khu công nghiệp thành phố Phan Thiết nha. Bên này là thuộc xã Phong Nẫm nè. Còn ở phía bên trái đường là thuộc địa bàn phường Xuân An. Quy mô khu công nghiệp Phan Thiết này cũng khá là nhỏ thôi mọi người, không bằng như những cái tỉnh thành lớn đó. Đây là một trong những cái cổng để vào khu công nghiệp này. Mặt tiền chỗ này người ta trồng cây kiểng, cây hoa. Chiếc đầu kéo kia nó chạy qua ồn quá mọi người, đang nói chuyện. Đến đây là giao lộ đường Trường Chinh và đường Đặng Văn Lãnh nha mọi người. Cái chiều dài ước tính của con đường Trường Chinh này theo như mình đoán là khoảng 5 cây số. Wow,
qua cái video này thì mình cũng chia sẻ thêm một số thông tin có liên quan về thành phố Phan Thiết. Thì sắp tới trong cái giai đoạn mà 2023 đến 2025 và định hướng đến 2030 thì Ủy ban tỉnh Bình Thuận có cái thông báo số 357 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Phan Thiết cũng như là các huyện xã. Xe chạy ồn quá mọi người. Trong cái thông báo số 357 của các bạn tỉnh thì có một số cái thông tin chi tiết như sau. Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố Phan Thiết và thành lập một số đơn vị hành chính cấp phường xã thuộc thành phố Phan Thiết. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Hàm Thuận Bắc và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số huyện Hàm Thuận Nam vào thành phố Phan Thiết. Cụ thể như sau. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phú Long và xã Hàm Thắng vào thành phố Phan Thiết. Điều chỉnh sắp xếp diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Liêm, xã Hàm Hiệp và xã Hàm Mỹ vào thành phố Phan Thiết. Còn cái phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường xã thì nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Lạc Đạo, phường Đức Thắng và phường Đức Nghĩa vào thành một đơn vị hành chính phường mới. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Bình Hưng và phường Hưng Long thành một đơn vị hành chính phường mới. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Liêm và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Hiệp thuộc huyện Hàm Thuận Bắc vào xã Phong Nẫm. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phú Hai và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Thắng thuộc huyện Hàm Thuận Bắc vào phường Thanh Hải. Qua cái phương án của Ủy ban tỉnh Bình Thuận trong cái thông báo số 357 thì sắp xếp lại địa giới hành chính của thành phố Phan Thiết cũng như là các huyện xã, thì trong tương lai sắp tới, trong tương lai gần thôi, thành phố Phan Thiết sẽ nâng cấp lên thành đô thị loại 1. Và mình nghĩ rằng thì một khi mà Phan Thiết lên đô thị loại 1 thì chắc chắn rằng thị xã La Di sẽ lên thành phố. Đây là cái tuyến đường Lê Dũng mọi người. Ngày xưa là dọc cái đoạn đường Lê Dũng này là có một cái đường ray xe lửa nối từ ga Phan Thiết cũ lên ga Mương Máng. Thì hiện nay là ga Phan Thiết được dời lên phía trên địa bàn của xã Phong Nẫm, thì cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 2 cây số thôi. Ngày xưa là chỗ này đâu có đường đâu, chỉ có cái tuyến đường ray xe lửa thôi. Nhà cửa thì cũng không có nhiều, với lại là chỉ có đường mòn, ngõ cụt, cây bờ bụi rất là nhiều. Đến đây là cái giao lộ đường Lê Dũng và đường Nguyễn Hội. Hôm nay là ngày thứ 6, giờ này là khoảng 9 giờ 45 phút nha mọi người. Tuyến đường Lê Dũng này là mọi người có thể chạy thẳng ra bãi biển Cồi Dương luôn, đến một cái vòng xoay mang tên là vòng xoay tượng đài chiến thắng, nằm ngay trung tâm thành phố. Phía bên trái này người ta bán cây kiểng hoa lan rất là nhiều nè. Ở hướng bên này là mọi người rẽ qua đường Lê Hồng Phong để chạy qua sông Cà Ti rồi đi chợ Phan Thiết.
Đây là giao lộ đường Lê Hồng Phong và đường Lê Dũng nha mọi người. Rồi đến ngay cái đèn xanh đèn đỏ này là đường Lê Dũng giao nhau với đường Thủ Khoa Hung. Mọi người rẽ phải qua cái con đường bên này là đường Cao Thắng nè. Buổi sáng hôm nay trời nắng cũng khá là nhẹ. Mấy bữa giờ thời tiết ở Bình Thuận mình trời rất là nóng nực luôn. Nhất là tầm trưa đến chiều, bắt đầu là từ 11 giờ cho đến 2-3 giờ chiều trời rất là nóng nực luôn. Nhằm vào cái ngày mà cúp điện thì ôi thôi luôn. Bên này có cái công viên khá là rộng, công viên cây xanh. Phía bên kia là siêu thị Co.opmart này. Khi mà qua khỏi cái vòng xoay thì mình sẽ qua đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành là mọi người có thể chạy thẳng ra bãi biển nè. Phía bên tay trái mình là nhà hát này, xây dựng cũng mấy năm nay rồi, có thời gian là bị dịch bệnh cho nên là tạm dừng. Rồi hiện tại thì vẫn còn đang xây dựng, đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Ở giữa cái bồn hoa của đường Nguyễn Tất Thành này người ta trồng những cái cây vạn lăng, một hàng vạn lăng. Tới cái mùa hoa của nó nở rất là đẹp luôn. Bây giờ thì cũng có một số cây nó đang nở bông nè. Đến đây là giao lộ đường Nguyễn Tất Thành và đường Tôn Đức Thắng ha. Nếu chúng ta rẽ bên phải á, theo đường Tôn Đức Thắng thì sẽ ra được bờ kè đường Phạm Văn Đồng. Còn rẽ trái là mọi người đi qua đường Thủ Khoa Hưng nè, đi qua chợ Phú Thủy. Rồi chúng ta có thể đi Mũi Né. Để chút xíu nữa mình sẽ chạy một vòng dạo quanh cái khu đô thị biển Rạng Đông cho mọi người cùng xem. Chạy vào cái khu nhà giàu. Chạy ra đây là gió biển nó hát vô rất là mát luôn á. Bên này có cái quán cà phê Bay, khách rất là đông luôn. Đó mọi người, rẽ bên phải là ra công viên Đội Dương, bãi tắm Đội Dương, Thường Chánh. Hàng ngày là ở đây có cái bãi giữ xe ô tô cũng như là xe đạp, xe máy để cho người dân đi tham quan cũng như là đi tắm biển nè. Đó, ở trong này là bãi giữ xe nè.
Tây là có rất nhiều các cái biệt thự nha, dinh thự luôn. Chạy đến đây thì có cái vòng xoay nè, trong này nhà sang trọng, biệt thự villa rất là nhiều luôn. Có cái bảng chỉ dẫn nè, đi thẳng thì ra đường Vũ Văn Hùng, để trái là đường Tôn Đức Thắng và để phải là qua công viên Cầu Phong. Còn ở phía cái góc bên kia là Thanh Minh Tự, cái nơi mà du khách cũng như là người dân cũng thường hay vào đó để tham quan thắp nhang. Đây là Thanh Minh Tự đây mọi người. Ở trong cái khu này có một số cái đoạn đường á, mình thấy người ta trồng cây me rất là nhiều luôn. Cây me chua là dọc hai bên đường này nè, người ta trồng hai cái hàng me rất là đẹp ha. Mà tới cái mùa của nó rụng lá thì cũng khá là dơ, lá nó nhỏ mà nó rụng là quét dọn khó lắm. Đây là công viên Cầu Vồng đây mọi người. Này mình thấy khách sạn nhà nghỉ cũng khá là nhiều. Mọi người thấy cái con đường này rất là đẹp không? Hồi nãy con đường kia là hai bên người ta trồng rất là nhiều cái cây me. Còn bên này là hai bên đường rất là nhiều các cây ngũ chiều á, hay còn gọi là cây me tây. Cái trái nó dài dài, nó màu nâu á, khi mà mọi người bẻ ra cắn rất là ngọt luôn, ngọt và ngọt gắt luôn. Ngày xưa còn nhỏ, cái thời học sinh á, là bạn bè hay rủ nhau để hái cái trái để ăn, nhưng mà mình ăn nhiều nó sẽ say nha, vì là nó ngọt rất là gắt luôn. Có tiền ra cái khu chỗ này mua một lô ở rất là ngon.
bên này là công viên thể thao này. Công viên này cũng khá là nhỏ thôi. Mỗi ngày đều có người chăm sóc và tưới tiêu rồi. Công viên thể thao. Sau khi chạy lòng vòng thì mình sẽ rẽ qua con đường này để chạy ra hướng đường Tôn Đức Thắng nha. Phía bên kia có một cái tòa lâu đài rất là lớn, vẫn đang xây dựng, chưa có xong. Này cũng xây 2-3 năm rồi đó. Đây có cái bảng chỉ dẫn này mọi người. Chạy thẳng là đường Tôn Đức Thắng nè, rẽ trái là ra đường Nguyễn Tất Thành và rẽ phải là đường Thủ Khoa Hung. Đèn xanh là mình không chịu chạy, mình cứ đứng rồi. Sẽ rẽ phải nha. Đây là đường Tôn Đức Thắng này mọi người. Dọc trên cái trục đường thì cũng có khá nhiều các quán ăn. Phía bên trái này có một số các cái văn phòng của nhà xe Phương Trang nè, nhà xe Hạnh Cà Phê, nhà xe Tâm Hạnh nè. Đến ngay cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ này là giao lộ đường Tôn Đức Thắng và đường Thủ Quốc Hùng nè mọi người. Bên này có một khách sạn khá là lớn luôn. Bên này cũng có một số văn phòng của nhà xe An Phú. Dọc hai bên đường này có khá là nhiều các cái quán cà phê cũng như là quán ăn. Cái vạch kẻ đường này người ta mới kẻ nè, còn mới tôn luôn. Đến đây là ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Tương. Chỗ này là mọi người để phải là có thể vào chợ Phú Thủy nè. Còn đến đây là con đường Lâm Đình Trúc nè. Đến đây là vòng xoay giao lộ đường Tôn Đức Thắng và đường Hùng Vương. Bữa này có cái công viên mang tên là công viên Trường Sa nè. Buổi sáng người ta bán cà phê ở đây, ngồi uống cà phê rất là mát mẻ luôn. Công viên Hoàng Sa, Trường Sa. Bên kia là công viên Trường Sa. Ngay cái vòng xoay này thì có siêu thị Lotte Mart, tòa nhà Viettel. Mọi người đi đăng ký sim đi vào đó ha. Đây là siêu thị Lotte nè. Mình nghe nói sắp tới ở Phan Thiết mình chuẩn bị có thêm một cái siêu thị Megamart. Nghe cái tên này cũng khá là lạ ha. Nếu mà mọi người chạy trên cái tuyến đường Tôn Đức Thắng này, hướng này là hướng chạy ra hướng Bắc nè, thì mọi người sẽ ra được cái vòng xoay cửa ngõ phía Bắc ngay từ đầu video mình có quay á. Tính là chạy lòng vòng nãy giờ cũng mười mấy cây số rồi mọi người.
tương lai thì diện tích của thành phố Phan Thiết sẽ càng được mở rộng hơn nữa, dân số sẽ nhiều hơn nữa. Đến cái cầu Sở Muối, dọc cái con đường Tôn Đức Thắng này đèn xanh đèn đỏ khá là nhiều. Vừa qua là đúng ngày 1 tây tháng 11, giá xăng nó tăng nữa, nhưng mà giá dầu lại giảm. Đầu tháng 11 luôn á. Cuối năm chuẩn bị gần Tết là bây giờ bắt đầu là xăng tăng, bắt đầu nó kéo theo là giá cả vật chất nó bắt đầu nó tăng. Một khi mà tăng lên là không bao giờ hạ luôn. Ngộ vậy. Đến đây là vòng xoay cửa ngõ phía bắc thành phố Phan Thiết nè mọi người. Chạy qua hướng này thì chúng ta qua quốc lộ 1A. Thì mình cũng dẫn mọi người đi dạo lòng vòng một số tuyến đường của thành phố Phan Thiết rồi ha. Thì địa bàn cũng khá là rộng cho nên là mình không thể nào mà mình chạy hết được. Thì mình hẹn mọi người trong video lần sau, mình sẽ tiếp tục quay thêm về một số tuyến đường của thành phố Phan Thiết, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và bây giờ thì mình xin tạm thời kết thúc video ngày tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để theo dõi và ủng hộ kênh. Chúc mọi người sức khỏe và một ngày an lành. Cảm ơn mọi người. Bye bye.